ta đã dành cho nhau cách đây 20 năm trước. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy cùng nhau dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng sự hiện diện của tất cả chúng ta. Xin mời 100% năng lượng nào. Vâng ạ, và ngay bây giờ xin mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ dành 100% năng lượng của mình để cùng cháy với đêm gala ngày hôm nay. Và em xin mời tất cả chúng ta sẽ... Rồi, các anh chị giữ nguyên nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm theo nhạc và em sẽ cùng đồng hành với anh chị để có một bức tranh hoàn hảo nhất được không ạ? Xin mời âm nhạc. Vỗ cái tay lên đi, xin chưa có ngày ngân chi. Mình là anh em, có chi đâu mà ngày ngân. Vỗ tay to lên ta, tiếp tục vỗ tay to lên. Khoác chặt lấy vai nhau đi, xin chờ có ngày ngần chi. Mình là anh em, có chi đâu mà ngại ngần. Khoác lấy vai nhau đi, ta tiếp tục khoác vai nhau đi. To lên. Tiếp theo nhá. Ôm lấy eo nhau đi, xin chờ có ngày ngần gì. Ôm lấy eo nhau đi, xin chờ có ngày ngần chi. Mình là anh em. Tôi thì cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả các bạn, tất cả các lớp đã nhiệt tình phối hợp giúp đỡ cá nhân tôi cũng như là ban tổ chức, ban liên lạc để tổ chức thành công cái ngày hội 20 năm này. Thì bây giờ mình hỏi các bạn một câu thôi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Anh kia một cơ
phân đối được. Bên cạnh em giơ tay. Ai là người mình chọn cho anh đứng ở giữa giơ tay. Ai là người mình chọn cho anh Tình ở đây là người cao nhất giơ tay. Vâng ạ. Chúc mừng anh, cảm ơn hai anh. Mời anh về chỗ. Em mời anh đứng ở giữa sân khấu đi ạ. Vâng. Trong tất cả những người tham gia trong chương trình của chúng ta, và phần quà này sẽ thuộc về anh Tình. Vâng. Xin mời anh. Sắp bớt lại cho em xin. Không sao. Em sẵn sàng đón nhận. Tất cả các thành viên trong phòng của mình sẽ dành cho các chiến một tràng pháo tay thật lớn. Đó là sự cổ vũ, sự động viên. Bạn tên gì và đến từ lớp nào ạ? Chị Thu ạ. Chị Thu đến từ lớp A. Tất cả các anh chị của lớp A và các anh chị của khóa hãy dành cho chị Thu một tràng pháo tay. Ai là người bình chọn cho chị Thu? Vâng ạ, xin được chúc mừng lớp A đã có một thành viên về. Em xin hỏi chị tên gì ạ? Đến từ lớp nào? Đây là chị Lan, xin gái đến từ lớp D. Lớp B. À lớp D. Và bây giờ ai sẽ là người bình chọn cho chị Lan, xin gái là người thấp nhất giơ tay. Vâng, mời chị Lan lại sân khấu. Tất cả các thành viên của lớp G và khóa mình đâu ạ? Ai là người bình chọn cho chị Cúc là người thấp nhất ở đây giơ tay. Về chỗ. Chị Hiền đến từ lớp C. Ai là người bình chọn cho chị Hiền đến từ lớp C là người thấp nhất giơ tay. Ai là người bình chọn cho chị Nguyên giơ tay. À, chị nán lại một tí. Em mời chị. Vâng ạ, thưa quý vị, một chị gái rất yêu tổ quốc, yêu đồng bào, mặc chiếc áo rất là đặc biệt trong ngày họp lớp. Ai là người bình chọn cho chị gái của em đến giơ tay. Cảm ơn đấy chị, nán lại đi nữa. Và em mời chị. Ai là người bình chọn cho chị Phượng là người đắt nhất giơ tay. Vâng, chị về chỗ. Mời bắt đầu ba chị. Mời ba chị bước lên sân khấu một chút. 1, 2, 3, 4. Anh cứ rơi đi, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lớp này có một chị, lớp kia một chị rồi, ok. Ai là 4 người. Ai là người bình chọn cho. Chúc mừng hai chị đứng bên cạnh. Chúc mừng chị. Chị ơi, đây là tất cả những gì mà em có. Vâng, chị để về nhà tối đến nhá. Cứ cảm chắc lên. Vâng, đó là quà của khóa mình đấy. Một chàng pháo tay của anh chị đi ạ. Cảm ơn chị và chúc chị có cái bao xoay một vòng xung quanh vấn đề đấy sợi. Ai là người mình chọn cho chị Ánh váy đỏ giơ tay. Nhiều thế thì đến từ lớp nào? Anh tên là Hùng, anh đến từ lớp B. Xin mời tất cả các anh chị mình chọn cho anh Hùng đến từ lớp B. Khá là ok, mời anh về chỗ đây. Xin ai mình chọn cho anh Sáu. Vậy chúc mừng anh là mình về chỗ em một vòng và mời sợi.
đầy nhất. Đây đây. Và mời một phần quà đến từ Lâm Y. Sự đóng góp của Lâm Y trong chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, các anh chị ạ, hảo tâm dành cho em một phần quà để dành tặng cho những người tự nhận mình là người gầy nhất. Yêu ạ. Anh chị Lâm Y ủng hộ cho em một phần quà dành cho anh Club. Anh Tôn đến từ Lâm Hát. Anh chị Lâm Hát ạ. Anh chị Lâm Hát chuẩn bị cho em một phần quà đi ạ. Anh chị hảo tâm. Mở ví giúp. Vâng ạ, thưa quý vị, chị gái đến từ lớp em của chúng ta là 44 cân. Hai bước lên sân khấu phía trước. Xin hỏi anh tên gì và đến từ lớp nào? Ai là người mình chọn cho anh ra đến lớp C giơ tay. Chị anh có quan hệ lên thì em tưởng anh là ứng cử viên. Nhưng mà xin hỏi anh tên là lớp anh ở lớp nào? Ai là người mình chọn cho anh đến từ lớp B giơ tay. Mời anh về chỗ. Đến từ lớp nào? Mời cả nhà mình giơ tay, mình chọn cho anh quả đến lớp Quy. Chị máy sọc sọc ngang ngang kìa. Đấy, tí anh xuống rồi để cảm ơn riêng chị đấy. Người yêu cũ, vâng. Người yêu cũ của hôm nay. Em xin hỏi cả nhà mình chọn cho anh trai đẹp trai này giơ tay ạ. Rồi, em mời anh về chỗ. Ai là người mình chọn cho chị gái xinh đẹp đến từ lớp nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Cảm ơn các anh chị và cảm ơn những cái tình cảm các anh chị đã giao lưu với nhau trong suốt từ đầu chương trình đến bây giờ. Và em muốn rằng khi nào chương trình chưa kết thúc thì các anh chị vẫn còn cái to, cái vàng. Bye.
Tình người trong anh.